Chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Như tôi có nói trước đây là Tổng thống Trump sẽ ghé Orange County để tổ chức một buổi tiệc gây quỹ. Thì cộng đồng Condomigo, truyền thông Condomigo rất là hí hửng, phấn khởi và tìm mọi cách để mà vào cái buổi tiệc gây quỹ đặc biệt và duy nhất trong cái mùa bầu cử 2020 này, thưa quý vị, để nhằm mục đích là gây thanh thế rồi chụp hình với tổng thống, rồi nói chung là những cái mưu đồ chính trị. Nhưng như tôi đã có nói, tổng thống Trump, chính quyền của ông Donald Trump đã cầm cờ đỏ sao vàng, và trong buổi tiệc này và sau buổi tiệc này, xin thưa quý vị, là không có một nhân vật Condomigo nào của Việt Nam được chụp hình với tổng thống Donald Trump với lá cờ vàng như họ mong muốn, thưa quý vị. Đây là một tin tức có thể nói là chấn động trong cái cộng đồng người Việt tại Orange County, vì họ muốn gây một cái thanh thế rất lớn dựa hơi tổng thống Donald Trump, dựa hơi các chính khách Hoa Kỳ. Nhưng có một cái thế lực rất lớn đã ngăn chặn và đã chặn ngay từ cửa, không cho để máy chụp hình, không cho để máy quay phim, không cho đi lên sân khấu để chụp với tổng thống Donald Trump. Và lực lượng an ninh Hoa Kỳ đã nhận lệnh và nhận những lời đề nghị, những đóng góp, những gợi ý, những lời khuyên từ thủ đô Washington DC. Thì cuối cùng, sau hơn một ngày trời, tất cả các đài truyền thông, truyền thanh của cộng đồng Condomigo, truyền thông thổ tả, truyền thông YouTube, truyền thông chính thống của người Việt ở hải ngoại đều không có một bức hình nào của bất cứ nhân vật Condomigo, tức là cộng đồng Mỹ gói nào, mà được chụp hình với tổng thống Donald Trump với cầm cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là một cái sự thật phải nói ra, xin thưa quý vị, và cá nhân tôi cũng đã nói trước đây, tức là một cái cộng đồng Condomigo nhưng mà lại hoang tưởng, và cuối cùng bây giờ trở thành cái cộng đồng đầu đường xó chợ, không được ai tôn trọng cả, không được đứng chụp hình với tổng thống Donald Trump mà ngay tại Orange County, xin thưa quý vị, một sự thất bại đau đớn nổ láo đã bị tan tành. Chúng tôi thấy có những nhân vật homeless nhưng mà lúc nào cũng tự xưng là thành viên của Đảng Cộng Hòa cao cấp, toàn là gặp những thứ chính khách cao cấp, gặp tổng thống Cộng Hòa, gặp đủ ông to bà lớn, nhưng sự thật chỉ là những tên chạy lanh quanh ở ngoài phố bồn xa với cái máy ảnh Scoot, không có một cái gì mà có thể để mà chụp hình vừa hơi với tổng thống Donald Trump. Đó là câu chuyện rất thật xảy ra ngày hôm qua, và cho tới hôm nay thì không có một video, một hình ảnh nào đã được đưa ra. Rõ ràng là một sự thất bại rất nặng nề về truyền thông ở hải ngoại này. Thì xin chia buồn cùng cộng đồng Condomigo, và chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới. Thì chương trình từ thủ đô đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.